Alo, alo, alo. Vâng. Xin chào tất cả anh em và chào tất cả mọi người. Mình là Rồng Đỏ Xanh đây cái gì. Thì hôm nay mình sẽ test con thứ lâm bẩm cho anh em xem. Nói chung là test đồ xanh đồ lâm hành cho con thứ lâm bẩm cho anh em xem. Tặng mừng rồi đã. Thì bây giờ mình sẽ nhận đủ khí xanh nha, bỏng nha. Rồi kim cô bỏng này, chờ bỏng thì gì ta, để từ từ đã này, cũng mới nhận mẹ bỏng thì thổ rồi. Để lại xin này, chứ lâm thì mình tốt nhất mình này mang bỏng thì kim thì thủy ra. Mình sẽ mang bỏng thì kim đi. Tại trong này nó có bằng sắt rồi mà. Chờ bỏng thì kim đi. Rất cho bọn thì kiếm hơn cái gì à. Anh em xem like thì anh em ủng hộ mình được bằng một bằng cách là anh em like, đăng ký kênh và chia sẻ cho mình nha cái gì. Để có động lực làm những video tiếp theo mà hay hơn cho anh em xem. Bây giờ mình sẽ lựa cái bóng là ngon là đủ mình mang vào nè, để mình cộng sức mạnh ra rồi. Rồi là tốc độ đánh là đâu. Tốc đánh 20 đủ mắc cả cũng như cung cặc. Hút sinh lực 5 bỏng không vừa ý cái gì. Nói chung là hiện tại là mình đang ở trong server test nha. Trong server test này chắc không cần để liên tại game rồi, server test thôi. Mình test đồ cho anh em xem là từ từ nhận cái bỏng thì chim nó ngon ngon đủ má. Tốc đến 20 cũng được, đủ mẹ cung cặc được mà bọn người bực mình nữa nè. Có lồn má nó sửa tết như cái lồn tai vào lửa thiếp vào nào luôn cái gì. Mấy sửa khác vào nó cho đồ ngon liền cái gì mắt ốp luôn đủ cái sửa để lửa nó tốn thời gian cái gì. Mình phải mắng lồn má nó không có tóc bánh ta. Để xin em anh em thân thương thì cho mình nút like nha, đăng ký nha. Hello tập đến 20 đi đủ má bằng đại luôn lộn tìm má chán quá anh em. Mình hướng dẫn cho anh em xem thì mình liền được cái bóng rồi. Bây giờ thì mình sẽ mang áo thổ nha. Cái áo thì thổ đã. Một cái kim thì cần áo thổ gì tiền thổ thì mình kiếm cái áo chứ nè. Lộn mẹ. Hiện tại là anh em đang xem phiên ngặt hình tại của Võ Lâm nha. Đây là chuyên kỳ 1 nhận trang bị xanh. Nó lộn má rau vũ khí không vậy. Lộn ta không nhận á. Mình dí mẹ với lúc thôi. À được rồi. Áo. Rồi da thì được áo rồi thì mang tiền con bào đi. Áo thủ. Đồ má 7 nữa. Điên rồi nè. Cái gì ngon lành luôn, ngon lành con đà điệu luôn cái gì. Không ơi. Rồi mình đã lựa được một cái áo rồi quý vị. Bây giờ mình lựa thêm cái dây chuyền đi. Đâu, cái dây chuyền này người ta hay gọi thường gọi là cái dây chuyền là cái gì. Dây chuyền hệ thủ. Ồ không có cả đâu. Cái lồng người ta. Ủa má. Thổ.
đang xem lại tại server test nha. Nói chung server này thì mình muốn làm nhanh cho anh em xem, thì mình test những kiếm cái món nào vừa vừa chứ có ngon thì cũng có anh em. Server test vừa đầu kiếm được xe chì rồi, anh em được cái bình luận là chê đủ má rồi, như cái lồn cũng like cho anh em xem. Không phải cái này là mình hướng dẫn cho anh em mặc được năm hành, cách năm hành của con thú lâm bổng xem ra sao nha. Cái gì đây là được vũ khí này, áo này, rồi cách cái vũ khí. Rồi bây giờ thì mình sẽ kiếm cái đống hiệu thì thủy, mình sẽ mang áo cái đống thì thủy, cái đống thì thủy lực cá rồi đẹp coi. Tôi là tôi kết ai một tầm mạo thấy không? Ồ nó sẽ vừa tết là lựa đồ này nó cực anh em. Đây lấy luôn cái này luôn mà nó còn sao lầm đủ mà ăn một anh em, nhưng mà ăn một chứ đủ quá để ăn hai mẹ là có họ một rồi đó. Nói chung là hiện tại là mình đang giới thiệu không cái văn bổng, vừa giới thiệu đồ đâm hành cho anh em, vừa giới thiệu cho anh em, nói chung là hướng dẫn anh em cộng điểm luôn. Đấy, đủ mặt họ làm được sinh lực 10x luôn anh em. Ngầu đủ mã ngầu. Vâng, bây giờ thì mình sẽ nhận cái giày hệ thủy này, nhận cái gì? Một đôi giày hệ thủy nữa mà lâu ngày mà lại video cho anh em xem. Được mang thì đồng hồ mà dài nhiều cũng đặt dài thủy nha nè. Đâu ai rồi nè, làm này còn nhất là những cái đôi này là gì. Ok, đấy được rồi anh em. Vâng, và bây giờ mình sẽ mang kiếm thêm thêm cái bộ tay này, bộ tay hình mộc mà nhớ là bộ tay hình mộc này. Ok, mang lầu cao 8 là đủ quá luôn, đủ mà tận lẻ anh em, đủ quá lắm. Mình mang luôn nè, mình hướng dẫn cho anh em thôi mà đâu phải mình chơi rồi này đâu. Mình cứ đa nha, đây thì hỏa thời gian hoặc á thời gian chậm phòng thuộc lý chậm phải có này, phòng thuộc lý đâu lộn, cái này mình phải kiếm phòng thuộc lý cho anh em. Đây ngon lành luôn, mặn luôn. Ok với cái xô nha, come on, ngon lành là cái gì độ mấy giờ mặn thêm cái ngọc bội mọc cho nó kích luôn. Cái gì ra ngồi đánh cho anh em xem luôn. Từ từ anh em đừng có vội vàng nha, đừng có vội vàng tắt video nha. Cái gì ngọc bội mọc đồ má mày mang chín luôn, cái gì đồ mà ngon hiểu bay nhá đẹp gì. Nói chung là
Ai con lo 20 nè, nó sẽ lực nè. Qua này đi. Rồi. Ok. Rồi mang món chiến luôn đủ. Wow. Chiến dục mạng đi. Ở đây 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 nè. Để cái này. Chụp ảnh làm mà anh không nêu chơi. Rồi bây giờ thì mình nhận thêm cái nhận thủy này nha, cái gì? Cái nhận thủy, cái nhận hề thủy cái gì? Ok, đúng quá. Ê, từ 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 nè. Ủa mà có ngõ làm trắng rồi ta. Ai cái măng là măng lại nhận đi cái gì? Đó, có ngõ rồi. Ủa mất thời gian làm trắng, bình thường là anh em phải mang cái nhẫn là phải phải thời gian làm trắng quá khăn hỏi nha, dài cũng vậy mà mình làm đi mình mang lại, tại vì server này kiếm đồ đó ngầu lựa đồ rất là khó anh em, em mang tạm nhanh cho anh em xem cho biết là cái băng bổng mà mang những cái băng bổng vũ khí thì kim thì mang đồ như thế nào. Bây giờ mình nhận thêm cái nhẫn thì hỏa này nha, làm chậm nó là được. Ok, chậm 40 đâu, ủa má nào cũng 2 ma lực nữa chứ. Đây, có đầu lực này, xin lực ngon ngon. Ok, ngon lành luôn các cái. Đường má. Ngon ngon cả ta. Vâng, bây giờ thì mình đã kiếm đủ sách đồ cái gì. Bây giờ mình hướng dẫn cho anh em cộng điểm kỹ năng và tiềm năng luôn cái gì. Bây giờ mình tải tiệm nó hết lại nha. Hút đi thuốc. Bây giờ mình tải luôn tiềm năng nè. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ cộng điểm cho anh em xem nè. Mình cộng điểm tiền kỹ năng trước nè. Anh em tắp hết mắt. Anh em tắp mắt cái chân phái nè. Ok. Anh em tăng hết cái bổng này cho mình. Chiều này chiều một ít của nó. Thì không tin rồi từ từ lại nè. Đây, mắt chiều này luôn cái gì. Cái này luôn, mắt này luôn. Đây, mắt dịch cân kinh luôn cái gì. Ủa má, mắt dịch cân kinh luôn. Mắt luôn cái la hắn chặn luôn cái gì. Này cho nó phỏng đồ, phản đồ, cái này là khá là cãi về phản đồ luôn. Má mẹ tụi nó luôn cái gì. Bây giờ cộng dư điểm á. Ở tên em, đâu đâu. Cô còn cộng cái gì nữa không ta. Thì bây giờ là hết rồi cái gì. Còn dư điểm thì anh em thích cộng gì anh em cộng thì anh em. Mình cộng luôn cái này mát luôn đi. Cộng luôn mát này, siêu chọn mát này luôn. Rồi ok, nên là đã xong xong công xong kỹ năng của con cái băng bổng rồi cái gì. Bây giờ mình chỉ cho quý vị cộng điểm kỹ năng luôn. À tiềm năng, tiềm năng luôn. Anh em cộng sức mạnh, đó sức mạnh lên được tại không. Anh em tấp sức mạnh cho mình 500. Mình cộng cho được 500 nha. 30. Rồi ok. Máu thì mình tăng như ra 300 đi.
267. Ok. Rồi, máu này ít nha. Con ngựa máu là mình tăng 3.5 đi, giờ mình cho hết sức mạnh luôn cho nó ngon lạnh gì, tăng hết sức mạnh. Ok. Thì bây giờ thì mình cặn, nói chung là mình cộng nguyên khí 3.5, còn chưa mình tấp hết sức mạnh nữa kìa. Thì bây giờ mình về thành mình ra mình test cho nó xem luôn. Mua máu bên này là cái gì? Đủ máu có thằng nào đây? Cái bỏng như thế này là cũng được cái gì? Mình sẽ nhắc lại là anh em này, anh em chơi thứ lâm bổng, anh em chào cái hiệp kim á, thì của cái kim này, cái chiên hệ thổ, áo hệ thổ, nấu hệ thủy, ăn mộc, bó tay hệ mộc, một bộ hệ mộc, nhẫn trên hệ thủy, đai hệ thủy, đai hệ hỏa, nhẫn dưới hệ hỏa, và dài hệ thủy. Ok, bây giờ mình sẽ là test cho anh em xem. Chia sẻ cho mình nhận, mình cảm ơn tất cả anh em. Chào.